Tỉnh Đồng Nai đã chính thức thành lập hội đồng thi tuyển ý tưởng quy hoạch chung đô thị sân bay Long Thành tỉnh Đồng Nai dẹp dùng phụ cận, tổng kinh phí trao giải lên đến 4 tỷ 500 triệu đồng. Đối tượng tham gia cuộc thi là các công ty tổ chức hoặc liên danh hành nghề thiết kế quy hoạch kiến trúc tư vấn có uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt khuyến khích đơn vị dự thi có cả hai chuyên môn tư vấn chiến lược và quy hoạch đô thị có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự. Kết quả thi tuyển sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 8. Tổng kinh phí trao giải cho các đơn vị lên đến 4,5 tỷ đồng, bao gồm giải nhất 2 tỷ đồng, giải nhì 1 tỷ đồng, giải ba 500 triệu đồng và hỗ trợ 200 đến 250 triệu đồng mỗi một đơn vị không đạt giải.